giờ mình vô trong nhà này có một người cô này cũng mấy lần rồi phát gạo không có mặt cô. Cô cứ dặn hôm nay mình phải vô tới nhà. Nhà màu xanh ha. Và cái nhà này chắc nhà nước cắt cho không phải giống hệt nhau. Thì hôm nay là của cái phần quà này phát cho bà con quê ăn Noel đó các cô chú anh chị. Đó là cái phần tiền tài trợ của chị Ái Bùi, tín hữu ngày sau của Chúa Kitô Giêsu. Còn hai nhà này chắc nhà nước cắt cho rồi giống hệt nhau. Cô ơi, cô gì ơi. Cái nhà của cô chuột, cô chuột gì ở đâu vậy? Con đưa phiếu phát gạo cho cô ấy. Đâu nhà chỗ nào? Nhà chỗ nào vậy cô? Nhà nào? Ủa cô đó hả? Cái bữa cô quay đầu trai cô dặn nè, có phiếu phát gạo đem qua cho cô. Dạ. Dạ giờ con gửi phiếu nha, ngày mai lại nhận giùm con à. Cô đó đâu? Ở đây nè, đây nè. Hai cái nhà này nhà nước có cắt đó hả? Ừ, nhà nước cho đó. Dạ. Đây con gửi cô là một phiếu cho, ngày mai 7 giờ sáng nha. Cho nó xin phiếu đi. Dạ cái này là nhà mai là có gạo nè, có thịt heo rồi. Có hồng vịt thì có gia vị tùm lum hết trơn á. Vậy là cô cảm ơn con nha. Dạ cái giá trị đây 400 ngàn đấy cô. Dạ. Cô cảm ơn con dạ, nhiều lắm. Con mới hỏi người ta là vô đây nè. Vậy hả? Nè vô đường này gần này hơn nữa nè. Ủa đường này vô được nữa hả? Đường này vô được gần hơn. Này ga ruộng hả? Ga lộ. Ủa đường này sao ga lộ được sao? Ga lộ. Đâu có biết đâu. Mai mốt vô đường này dễ vô hơn đường này. Con mới hỏi đường nhà anh Bình nè. Rồi là con cảm ơn hai cô, ngày mai qua nhận hai cô nha. Cô cảm ơn con. Với bữa 30 gầm qua nhận đồ chai giùm con tháng nào cũng nấu cho 30 cái gầm. Dạ. 30 gầm cô đi. Dạ, qua nhận đồ chai giùm con về ăn. Rồi ngày mai tranh thủ có 7 giờ qua nha cô ơi. Mình vô tới nhà mà bà cũng không biết là tại hôm rồi cô có nhận đồ chai, cô nói là mấy lần rồi có phát mà là cô không có được nhận. Mai mốt có thì cho cô xin một phiếu. Nhưng mà mình ghi nhận tấm lòng của cô thì mình nhớ thì hôm nay có sẵn có cái đợt chị Ái Bùi phát tâm. Thì mình nhớ mấy cô nghèo chủ yếu là đem những phần quà ý nghĩa đến cho bà con. Mình chịu khó mình chạy xe lại tới nhà các cứu với chị. Chứ mình không qua trung gian, không có gửi cho ai hết. Kệ chút đỉnh xăng đi vòng vòng mình gửi cho bà con về mình. Cái đường ra rất là khó, cái đường này mà trời mưa là khó đi luôn á. Nhà này tháng khô á. Bây giờ mình đi tiếp bằng cảnh khác thôi chú chị. Ông Minh Tinh thiệt ở dưỡng nâng á. Mẹ dưỡng nâng. Dưỡng. Ông Tinh thiệt ở dưỡng nâng á. Thấy được không? Thấy được không? Trời, mong cười lễ. Cười lễ ông cách dưỡng nâng. Ngày mai 7 giờ lại nhận gạo với quà. Dạ. Ngày mai 7 sáng nha. Dạ. Rồi có giặt cũng ngon lành ha. Dạ. Thì mà kệ đi. Cảm ơn nhiều anh ơi. Này sao này hai đứa cháu hả? Cháu. Bữa hôm bà lão gì đó ghé nhận đồ chai nhận giùm đây đó phải không? Giùm hai đứa này nè. Nó quậy quá. Dạ. Không có được. Nữa tới vài bữa nó Noel qua bên nhà có dẫn nó qua bển chơi, sớm có quần áo cho nó mặc. Dạ. Vài bữa Noel tới nè. Dạ. Rồi nó nấu phở đồ phát quà phát kẹo cho tụi nó nhiều lắm. Nấu phở. Tại chuyến này làm cho tới 100 đứa rồi. Dạ. Trăm đứa học sinh nào đứa bộ đồ hết rồi phát quà rồi nấu phở cho nó ăn. Dạ. Biết có đi con biết tiếng Việt không? Hả? Biết tiếng Việt không? Biết. Có đi học không? Không. Dạ. Chết rồi không đi. Tết này rồi hai anh em ruột hả gì? Dạ. Dạ. Cha mẹ nó đâu cô? Cha mẹ đi làm. Làm ở đây hai bà giữ nữa hả? Dạ. Rồi đã không? Chưa đâu đi học chân hả? Chưa đi học hết trơn. Thôi tới nay qua chú chơi nha. Dạ. Hoặc là nãy chú kêu người ta qua rước. Là tới 100 đứa là nấu phở cho tụi ăn. Bây giờ ngày mai lại nha, lại nhận nha. Cảm ơn thằng chú Kiệt. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Rồi. Okay.
Bà Hai ơi. Bà Hai à. Bà ngoại đâu con? Bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Bà Hai đâu? Tin vui, tin vui. Mai là nhận quà. Mai nhận gạo, nhận mì, nhận thịt heo, nhận tùm lum hết. Bây giờ mai dắt sáng đi. Bây giờ bữa nữa tụi con qua lấy quần áo nha, thứ sáu qua nha. Thứ sáu qua nhận quần áo về nha, rồi mặc bữa đó qua bánh ăn nha, ăn nói em nha. Sáng phải không? Sáng ngày mai dắt sáng. Bà lão đâu rồi? Sao? Bữa nay ngày mai lại nhận gạo nha. Khỏi mặc quần áo đâu. Ơi đừng có chăng đi. Ghé chút à. Ngày mai 7 giờ. Rồi mai 7 giờ lại này thịt heo rồi hột vịt rồi gạo rồi nước mắm rồi bột ngọt đầy đủ hết trơn. Cái da ăn cơm hả? Rồi, ngày mai nha, ba lại nha. Mai hả? Cháu ơi, bớt rồi. Bớt hả? Không có tiền cháu lại mua thuốc uống nè, theo đỡ nè. Bớt rồi. Bớt rồi. Nó gom nó gom cục rồi đó, Giờ mà mới đi mua thuốc ở sáng nữa đó. Vậy ngày mai 7 giờ lại nghe. 7 giờ sáng lại, mai nhắc cho nghe con. 3 giờ. Ông lão bà lão đang cơm chạy vô. Đang mua thuốc nữa, sáng đi mua. Vô cảm ơn. Dạ được rồi, dạ. Rồi nghe, rồi ngày mai nhớ nhắn nha, nhớ lại nha. À, đi thăm bà, và dạ, thăm bà chút xíu. Sáng mai hả? Sáng mai. Rồi. Phát lão, cho bà con quê. Dạ, bà lão hả? Bà lão nhà bà đâu? Nhà đây hả? Làm gì đâu được. Rồi, cho bà thiếu luôn. Chứ là con chủ yếu là cho bà con nghèo mình, với bà con lớn tuổi. Cái này là của chị tính hủ ngày sau của chú Kitô Nguyên Xu á, là tặng bà con nghèo mình đấy, trị giá là 400.000 đó, là có gạo rồi nước mắm nước tương rồi bột ngọt thịt heo nữa, có giòn tôi nhỏ đem đi cho hoài đó, bây giờ lại đây vậy đó hả? Thịt heo hột vịt cho con cháu con cháu lên là nhận hoài đó phải không? Đi lãnh hoài đó. Rồi ra rồi ngày mai lại nhận nha bà nha. Ngày mai nhận nghe. Rồi cảm ơn mấy bà nha, ngày mai nhận sớm cho tôi nha. Rồi chú Tư ơi, đâu ông đâu rồi? Ở nhà sao hả? Hay trong nhà? Rồi thế này, đây nè, đây là ngày mai lại nhận thịt heo, gạo rồi hột vịt rồi tất cả 8 món của bà con, cũng như là cho bà con dùng Noel nè, cái mùa Giáng sinh tới nè, của bà chị bà gửi đó. Rồi ngày mai 7 giờ lại nhận dùng con ha. Nhà có dạ, nhà hay có ông lão anh nên rồi, có nên này cũng gọn gàng ha. Bữa nay không chạy xe không Tư? Bữa nay không chạy xe hả? Đi chở ra đi khám. Đi khám à, giống như chạy xe ôm lối xóm vô không? Không có chạy xe đâu. Không chạy xe đâu. Không chạy. Giờ mua xe tới giờ không chạy. Không chạy, ai kêu đi. Ai kêu dùng chở ra đi vậy. Như là người ta cho tiền xăng mà lại mình ra không phải không? Cơm chưa chú Tư? Ăn cơm chưa? Trời ơi. Rồi hả? Dạ. Dạ ngày mai là nhận giùm con nha, mai là 7 giờ sáng là nhận đó nha. Trời ơi, ngủ trưa hả vậy Út? Mừng mệt đã nè, con gửi Út một phần quà nè, ngày mai nhận gạo về đuối xanh chành hoặc vậy. Rồi cái tấm này gửi cho vợ chồng Hường. Hường đâu ai? Mẹ con đâu ai? Mẹ con đi làm, mẹ con bệnh viện Sóc Trăng. Ủa làm gì bệnh viện chồng? Bệnh hả? Ok kệ đi rồi nữa, mai ngày mai con với bà qua nhận nha, nhận đem về cho mẹ ăn nha. Con có rồi đó con. Đó, có rồi đó. Ngày mai Linh mời Linh với bà qua nhận nha, nhận hai phần về nha. Cái đó cái phần này của mẹ con, đó phần này của bà đó. Ăn cơm gì vậy? Ôi ôi thịt ngon quá kìa. Cho chú Kẹt ăn thịt đi. Cho không? Thịt heo chia bà cho bà Hường á hả? Trời ơi bà giá giờ bữa mặc đồ mới rồi bà giá ơi. Chú Kẹt có bán không? Thôi con không mua, chú Kiệt ế, chú Kiệt thất nghiệp rồi, con phải mua thường thường chú Kiệt mới bán được. Chú Kiệt có miễn phí không? Ôi trời ơi, miễn phí hả con? Mình cho mấy người lão, mấy người già
mấy người lớn tuổi. Quà 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 bà lão ơi, quà nhắn quà đây. Ngày mai 7 giờ lại nhận gạo nè, rồi hồng vịt nè, thịt heo nè, rồi dầu ăn tất cả 8 món cô bà chị ở nước ngoài mới gửi cho đó, cho bà con quen Noel đó. Ngày mai là nhận giùm nha. Rồi chúc rồi nè. Đi lãnh thế ba ngoại à? Lãnh cũng được đó, bà lãnh cũng được, chị lãnh cũng được đó. Người nào lãnh được cho có phiếu là lãnh. Ngày mai 7 giờ sáng nha. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn cảm ơn tất cả. Đang trên một chiếc ghe nhà, cái ghe mình làm xong rồi mua cũng vui quá trời. Thì bữa nó mình mua vịt cúng ghe, đầu mình đi đặt lợ cá cũng mới mua được, cũng mới mua được 20 cái lợ cá của em Xanh, chủ kênh YouTube ẩm thực sống nhỏ, có bán các cô chú anh chị. Mình có được 20 cái. Ê, chết đồ lại. Đồ lại chú. Rồi để con mở cửa. Dạ. Chơi lại. Rồi dạ. Xe này cũng tới lắm ha. Nó cái mà mấy chiếc city này bền lắm nè. Lâu dữ lắm rồi. Dạ. Rồi con cảm ơn cứ nhiều nha. Này bán hế quá mà kêu. À con này hế trời ha. Con này quá bắt này công ty giải thể nhóc luôn. 3.737.000. Dạ cảm ơn. Tổng đồ nước mắm nước tương đầy đủ hết trơn là 3.737.000. Nó kẹt dây ga đó. Hết trơn là 37 phần này các chú anh chị. 3.737.000. Chút xíu nữa mình sẽ khui ra cho các chị có cái mình xem. Còn ở đây thì hộp vịt thì một bọc hàng chục hộp. Cũng 37 bọc. Nhưng mà chuyến này cái người chị tặng cho mình riêng cho mình 2 bọc nữa. Giống như tặng mối về các cô chú anh chị. Chục này nó chỉ bán nhiêu tiền em? Chục này 25.000 nha các cô chú anh chị. Làm chứng 2.500. Xin chào các cô chú các chị thân mến nha. Thì bữa nay thì mình cũng có hẹn các cô bác cũng như các cô chú ở quê lại đi nhận quà. Thì quà này thì để mừng lễ Giáng sinh năm 2023. Cũng sắp sửa bước qua năm mới rồi các cô chú anh chị. Thì chị Ái Bùi, tín hữu ngày sau của Đức Chúa Kitô Giêsu có gửi tiền về nhờ vợ chồng mình mua quà cho bà con. Một phần quà gồm có một chai nước mắm, một chai nước tương, một chai dầu ăn, một ký đường, một bọc bột ngọt, một bao gạo 10 kg. Và một bọc thịt heo cũng là 1 kg thịt heo nha các chú anh chị, ký thịt đùi nha, mỗi phần là ký thịt đùi nha, thứ theo rồi em, rồi thêm một chục hộp vịt đó, thì tất cả là 8 món, một phần quà 8 món nè. 2.900.000 cho 960.000 đấy. Thịt đùi 37 kg, 1 kg 80.000. Như vậy là hôm nay là mình sẽ phát 37 phần. 2 triệu mấy em? 2 triệu
3 triệu 0 trăm. Không, cái đó 100 ngàn tiền thịt gà mua riêng. Riêng à? Ừ, ta có đẩy ở trên đó. À, 100 ngàn mua mình ăn đó phải không? Ừ. Còn ở trên là 2 triệu 960 hả? Ừ. Thì hôm nay cũng là đúng cái ngày hẹn bà con lại rồi. Thì chút xíu nữa là mình sẽ giao hết cái phần này cho bà con quê để mừng ngày Giáng sinh. Thì vợ chồng em cũng xin đại diện cho bà con quê, những người nghèo, những người khó khăn ở miền quê. Xin chân thành cảm ơn chị ấy Bùi, tín hữu ngày sau của Đức Chúa Kitô đã thương yêu và phát những phần quà các ý nghĩa. Các cô chú anh chị thông mến ơi, đây cũng là lần phát thứ 3 và thứ 4 gì rồi, là của cá nhân của chị ấy Bùi gửi về cho vợ chồng mình phát cho bà con. Và ngoài phát những phần quà đó thì chị cũng đã từng giúp đỡ những mảnh đời cũng như những hoàn cảnh bệnh hoạn, đau ốm rất là nhiều. Tấm lòng đó thì rất là tuyệt vời. Thì em cũng xin được chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn an lành trong cuộc sống. Bây giờ mình mở cửa ra mình đón bà con quê. Và mình cũng vô và mình sẽ đem những cái phần quà đó ra ngoài. Tại vì hoàn cảnh thì chỉ có 2 vợ chồng đơn chiếc, cho nên là mình tranh thủ mình làm sớm có thể, để sợ tình trạng bà con lợi rồi mình không có làm kịp. Mình có mà nói bà con là 7 giờ sáng lại, giờ này chắc cũng bà con cũng trên đường chuẩn bị lợi đó cô chú anh chị. Mình sẽ đem quà ra để khúc này nè đó. Rồi bà con mình đi vô rồi đưa phiếu nhận rồi về đó. Em chào mời cô chú với em. Chào cô chú anh chị nha. Thì ngon thật gì kho ăn dữ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chú đếm đi con. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm.
36, 37, rồi 37 phần. 37 bọc trứng, nhưng mà trứng này đem ra thì là tới 40 lận. Bà chị bà có cho thêm. Rồi cái này một cũng 37 phần luôn, gạo cũng vậy luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 12, 14, 6, 37 luôn. Rồi giờ cũng dò ra sẵn luôn rồi. Đợi một con lại đủ là mình phát luôn. Rồi hay, có nấu nướng gì không? Có chung sôi giờ. Này, chào. Ông nhà bụng ba chuyện lợi. Nhưng bà con cũng đông rồi. Rồi tập trung chút xíu là con phát là về lên bữa nay phát nhanh. Rồi vô bà con ơi, chuẩn bị nhận quà gì? Mấy đứa nhỏ con ra sao đi con, mấy đứa nhỏ ra sao để cho mấy người lớn trước. Rồi mấy đứa nhỏ ra sao. Bây giờ là con nói với bà con nghe đây nè, là cái quà này con nói cho bà con nghe là cái quà này quà cho bà con ăn mừng Noel. Tại vì cái Noel cũng có tổ chức cho mấy đứa nhỏ nữa, là con tổ chức riêng rồi. Còn cái phần quà này đó là dành cho người lớn. Người lớn lễ Noel. Là ăn lễ Noel là gồm 8 phần, gồm 1 kg thịt đùi, 10 trứng hộp vịt, nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường cát với 10 kg gạo. Tất cả những phần tiền này của người chị ở Mỹ á, là chị Ái Bùi á, tín hữu ngày sau của Đức Chúa Kitô là gửi về cho bà con mình. Bữa nay thì con phát bà con vậy, nếu mà có lần sau nữa thì con sẽ phát cho bà con khác. Tại vì chia ra thì bà con mình ai cũng có hết. Không, bây giờ người nào mà nhận phần này rồi đó thì mai mốt lần sau thì con phát cho người khác. Tại vì chia nhau. Cái này phần này ví dụ ý hai vậy á. Dạ. Phần sau con. Vậy đi, ví dụ vậy đi. Không phải, phần sau phát cho bà con nghèo khác. Vậy đó. Vậy. Con chia đều hết. Đúng cũng bà con mình. Đúng. Bây giờ vô đây mấy người lớn vô nhận trước rồi mấy đứa cháu nhỏ nhận sau. Em không em. Bây giờ này là cô ấy bầu phải không? Bây giờ nè. Đây đây. Cô ấy nè là bộ phần này bò nè. Hộp vịt nè. Thấy không? Đây nè thịt đùi nè. Đó, một bầu gạo nè. Để vác đi. Vác đi mạnh. Rồi từ. Bà kêu xe lại mới được chứ bà vác không nổi đâu. Để em bên kêu xe lại. Không nổi đi trước. Rồi có ý nè. Đây nè, một bọc nè. Bọc này luôn nè. Thấy không? Rồi cái này nè. Nổi không? Cho là mấy bà lão. Nửa. Cái này nó xo luôn tao. Nè, cô đi qua để em bên đi. Chứ đứa nào qua giác vậy luôn ơi. Nè, này nè, đúng phần luôn nè. Mình là cái này nó một cái thố. Thôi, rồi. Ai thiếu gì cho hay nha, để mấy con hồi giờ thiếu nha. Cái để bên họ lộn mất công. Đây nè, rồi nè, có bà nè. Rồi. Nặng nha. Út hoài cho nút. Út qua cuốn phần nè, với hồn phần nè. Nữa có mấy cái này nha, phải kêu mấy đứa trẻ lại á. Kinh nó mới được á, chứ Út kinh không khỏi đâu. Đây là lộn lộn rồi, có công ai khổ. Nè, thầy ăn kháng luôn ông cô ơi. Mà nó ăn kháng luôn. Điếm lời giùm con. Rồi đó. Rồi gạo. Rồi gạo kìa. Ủa gạo đó có ai? Gạo đó có ai ta? Có ai gạo nè. Nhớ dán nhiệt nó khiêu may mắn. Cái là bà để bên là bà bị mất đó. Đây, đây cô. Rồi đủ nghe cô. Rồi, bà hai. Cô nè, của cô nè. Người nào đưa phiếu con thì nhận nha, để lộn nha. Lộn là mấy người đưa phiếu là con gạo đó. Gạo ôm đi. Đây nè, còn gạo nữa. Bao con này nhiều đó. Cầm bên đi, tay bên đi. Thọt cái tay vô, để gớt hộp dịch. Thọt vô là bọc ra. Cái này sao tính này nè nặng lắm chắc là nặng nè bà hai ơi nặng
làm con. Rồi chúc qua bà con ngon miệng, ngon miệng. Nè. Lớn lớn đây kinh tiếp bà. Lấy con. Đầy đủ bằng nhau, không ai gì phải ít hết. Dạ, dạ, không gì đâu. Bằng nhau, bằng nhau. Không vô đây rớt. Con té mà chuột thơ nè. Còn đó hả? Rồi cái này ai gần? Chị. Dạ. Con hả? Con trai. Nè cầm nè. Sách rồi hả? Cái này con nhát đi này, cái này bỏ cái kia nè. Con nhát đi. Có lòng nè đó. Không? Quá loạn không? Vậy. Xíu. Rồi. Rồi. Có thời gian còn dở nữa. Nè con. Ơi. Cho mấy ăn vô rồi té. Rồi. Rồi. Dạ chim đi, dạ chim. Rồi ai vô luôn mà con bác ơi, vô lẹ lẹ vô con bác ơi. Nữa nó đem giỏ nè, để tiện không sách về nó không có không 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 đi chợ nó không đi chợ chứ. Rồi hay bà bảy luôn không có giỏ sách nó gọn. Ba tám cái lưỡi không, hả? Còn ai vô bà lấy ơi, rồi là ba tám cái lưỡi không đâu. Rồi rồi đi không nổi đâu. Rồi. Nè. Nó sáng cả nó sáng. Cho nhỏ tầm. Lấy bao gạo cho con. Xuống mấy nấu. Nấu, tôi coi kê tối không. Kê hơi ở đó. Ừ. Rồi còn ai đâu? Con à. Đây. Rồi cảm ơn anh chị cho ba tôi mừng lắm á. Ba tôi bây giờ bệnh treo với ai Bùi, chị ai Bùi, cảm ơn chị ai Bùi. Ơi chị ai Bùi ơi cho tôi xin mời. Cảm ơn đây thằng Nghiệp ba tôi nhân kiệt có mạnh giỏi luôn á. Dạ trong cái việc mạnh giỏi luôn. Cảm cảm nha. Tại vì mấy con phiếu để hồi người ta lại. Tôi lại xin à, không có phiếu. Lúc này cô phát hết rồi. Cảm ơn chị Hải cho tôi xin mời cảm ơn đây cho bà tôi. Tôi cảm ơn dữ lắm. Không biết cái gì đại ơn đâu. Tôi nghiệp thiếu kiệt, chú kiệt làm phước cho mạnh giỏi hết trơn luôn á. Cảm ơn. Được cho bà tôi mừng lắm. Rồi có bà đâu, phiếu bà đâu, phiếu bà đâu đây. Bà ông già. Ây ôi tôi nghiệp né ngày quá bệnh đó đến kiệt. Nè, cô bà lão đây nè. Rồi với anh Tâu. Đây nghe, đây nghe. Để mới chú dùng tiếp chờ bà đi. Bà cho xe này, con đồ bà đó. Đây hỏi tôi theo nè. Nhóm chú vô tới vậy đó. Theo nè, theo nè. Tiếp chờ bà đây, làm phước đây. Rồi, ông đảo lâu, vô phiếu ông đảo lâu. Rồi, cảm ơn. Thấy cháu. Vui vẻ đi ơi. Vui vẻ. Đây nè. Hello, tôi nghiệp ba tôi được nhiều tháng được ơn. Rồi. À, cảm ơn á. Vui vẻ. Bye bye. Con nhóm rải
Vậy mẹ đó. Hả? Vậy mẹ cục đây. Nè. Phải ai mà quỷ mà lấy nữa. Ở buồn đi biết biết một rồi. Rồi, có nút lên đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn em. Nè, tiếp theo đang về con luôn nè. Học dịch luôn. Rồi. Học dịch luôn. Cảm ơn mấy chị bây giờ nước ngoài á. Em xin cảm ơn nhiều. Chị em mùi á. Còn nhiều nè cô chú anh chị, những người người ta đi mặn á. Rồi ta lại ta lãnh sao em để đây ngoài nè. Còn hồi ta lại lãnh tại có phiếu á dễ. Hồi chưa cho cha ba bé Thư phần nha. Ừ. Cũng phần. Cái đám Thư cầm về thôi. Lại đưa cái bọc nữa cho ba. Ra kiểm tra em đã dư. Cầm cái đó cái gì rồi? Cái gì? Này còn gạo có chưa? Gạo mấy phần rồi? Có một cô chú nào hay là anh chị nào đó là quên lấy thịt với quên lấy trứng. Chút xíu mình sẽ tua camera lại là mình biết rồi. Thí dụ mình biết nhà đó mình sẽ chạy về tới nhà mình giao luôn các cô chú anh chị. Còn nếu mà lạ thì mình để đây rồi chừng nào cô chú chạy lại. Ồ vậy không có rồi vậy. Vậy lần sau đi ha. Lần sau phát đem tới nhà cho là đem phiếu tới nhà cho nha. Rồi lần sau để em đi tới nhà cho chị. Lần sau em đi tới nhà cho, tại lần này cũng ba mấy phần à. Mấy bà con ta không có cũng nhiều. Rồi cảm ơn nhiều. Mình về dư một bọc này với một bọc trứng mà không biết có ai. Để chút xíu mình tua camera rồi mình coi rồi mình tới nhà đưa cho bà con. Rồi lấy luôn em ơi. Rồi đúng rồi và có hai phần. Không có, cái đó tùy em thôi, tại vì khi mà anh nghe xác định đó là mẹ em có quen hai người nào đó hoàn cảnh gì đó là anh chỉ giao cho hai phần thôi, còn hiện tại nhà anh không có dư. Dạ rồi, vậy là em nhường vậy, vậy đúng rồi. Xíu nữa bà kia lại anh đưa cho em một phần nhé. Ủa bà nào lại đây, đây. đưa cho bà luôn đi rồi ha. Rồi vậy là rồi, em lấy phần đi, là một bọc đó với này với gạo đó em, tất cả là 8 món đó em nha. Rồi có này bây giờ cái này là cho nhường lại. Em này nhường lại cho chị này một phần. Rồi kệ chia sớt nha em ơi ha. Trở ra cho ông gì đó nha. Rồi đem cho chị đủ luôn em, cái đó luôn đi. Cái này là về mình nấu mình ăn luôn à, khỏi cần mua gì hết. Dạ. Cũng mua rau thôi. Con ghi luôn đó, cho con ông bao đó. Nổi không? Rồi cảm ơn em gái nhiều. Cảm ơn nhiều. Nhà chị ở đâu? Để cho tôi biết lần sau có tôi đem phiếu đó cho chị. Cảm ơn chú nhiều. Rồi. Sân vợt hả? Chị này có lấy đồ chai nè em. Có vô lấy đồ chai mấy lần. Nữa gầm mà lấy đồ chai nha. Dạ. Lấy đồ chai miễn phí. Lấy bao nhiêu phần cũng được hết á, lấy về ăn. Cái này là anh gửi phiếu là cho ông lão gì đó, rồi cho bé này giao giùm hai phiếu. Mà nó nói để nhường cho này phiếu đi, tại vì chia nhau cũng được. Vậy tốt. Cái một người đứa em này á, là đi giao giùm á cô chú anh chị, chứ em gái không phải là mình cho em gái đâu. Cái này giao giùm thôi. Dạ, giao giùm mà chị thấy hoàn cảnh nghèo á, mình cũng đôi khi mình cũng không có biết nhiều nữa, rồi em thấy vậy em xin á, rồi em cho những người hoàn cảnh khó khăn á, chứ không phải là em lấy riêng mẹ. Tính ra tới hai hoàn cảnh đó cô chú anh chị. Tại vì nghe nói ở ruộng của em gái này á, là có hai gia đình nghèo, cái chỗ đi vô rất khó, cho nên mình gửi hai phần này á, nhờ cha của em á, là mỗi lần đi ruộng á, đem ra phát giùm cho mình. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh này còn đáng thương hơn nữa, cho nên em gái này
nhường một phần lại cho cái chị đó thì cũng cũng tốt. Nói chung thì ai cũng khổ hết mà, vậy là quá tốt rồi. Ở đây là còn 5 phần thì còn nhiều mình cũng đãi đây một hồi á. À, cô chú anh chị có lại á, thì mình cũng phát cho hết luôn. Không phải dư 5 phần đâu, dư thịt, dư một cục thịt nè của ai của hình này, dư một bọc Thì một hồi á, người ta về á, người ta kiểm mà không có đúng là cái phần quà mình cho thì người ta cũng lại, người ta nhận lại. Thì mình đãi cái phần này á, riêng đãi cho cái người mà không có lại nhận á, mình trao luôn. Đâu, vô đây cái gì? Có phiếu không? Ờ, đưa trong hai. Không, phiếu đâu, phiếu đâu? Ờ. Phía này đây, cho phải phía không? Ừ. Rồi lấy rong 2. Rồi đưa lấy bao gạo về. Ôi ôi, bữa nay chăm mời dữ ha. Rồi lấy bịch bịch bột ngọt đồ đó con, nguyên bịch á. Rồi còn cái này còn 3 hộ nữa. Rồi một bọc thôi nghe, lấy 2 bọc là ta chi đã tới nhà nha. Rồi rồi, đúng rồi đó con. Rồi. Làm gì đó. À, các cô chú chị thân mến đây, cái bột này nãy mình test camera lại là thịt heo này của bà Út, bà lấy, bà quên lấy thịt heo, giờ xách lại tới nhà mình cho. Bà ngoại con đâu? Cháu bà Leo nè. Dạ. Ông Nôm muốn lấy lộn gốc ông bọc rồi. Con coi camera con mới thấy, con mới đem qua nè. Lấy lộn thừa, kệ đi nhường cho ông đi. Tại vì nó dư có bọc à, nhưng mà con coi camera lại là ông giảm lấy 2 bọc thịt heo. Ở đây con dưng bọc, con suy nghĩ hoài, con coi camera lại, con mới thấy là Út lấy 2 bọc không dịch gì không à, con nói trời này của Út rồi, con mới xách qua. Rồi, cậy đây con dưng biếu con kia đi. Rồi, vậy nghe Út. Cái gì? Hàng chi. Con viết chữ đó hả? Ô, đẹp quá. Bỏ quên đây, lấy thịt heo. Đem qua cho bả. Ai vậy con? Thư. Nhận gạo ở kia. Đi đốn mía mới về hả? Kì, chết à. Ta lấy đồ đó con, không sủa nha. Rồi rồi, sợ thoa cái thịt thôi, bỏ trong tủ nó giờ cho chị đó. Trưa rồi, cũng giờ này cũng hơn nửa buổi rồi, về hai chồng nấu cơm cũng được rồi. Rồi đấy, đủ phần hộp vịt thịt heo có chưa? Thịt heo hộp vịt luôn đó. Bạn cho nhiều sao, có gì cho bạn? Bạn có nhiều vậy, cái này là của chị Ái Bùi cho ở bên Mỹ cho chị đó. Cảm ơn anh. Ừ, cái lòng cái lọc của từ Mỹ về đó, ăn mạnh giỏi lắm á. Dạ. Ăn có xanh bữa nay không có đông mía. Dự phòng cái đó có nó mày. Nè, cái này về là nấu cơm ăn luôn, hai chồng nấu cơm ăn luôn à. Hộp vịt rồi mà mì, ôi ôi có bầy hộp vịt thịt heo gạo. Cảm ơn anh. Rồi, không gì đâu, cái này của chị Ái Bùi bên Mỹ rồi cho vào con quê mình thôi. Rồi, ăn ngon miệng nha. Dạ. Hai chồng mới đóng mía vậy hả? Dạ, đi đóng mía đi về. Ủa, hai chồng xứng lứa vừa rồi quá trời ha. Trai tài gái sắc ha. Rồi, vui vẻ nha. Rồi, vui vẻ nha. Dạ. Rồi. Tha thịt đãi chồng luôn nha. Dạ. Đó, chứ bà ăn là chứng dịch này đổ xì được không? Ừ, được. Coi chừng bể trứng đó.